Đây nè, cái nào ông đông trùng hạ thảo hết nè. Có bao nhiêu độ? Có 25 độ không vô. Nhiều. Rồi đi vô, đi vô. Rồi thôi đi vô ăn. Dạ đây là quán khu du lịch. Khu du lịch sinh thái. Mà lại đây mình giới thiệu coi. Đây khu du lịch gì đây 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 đây. Dạ, khu du lịch sinh thái Hương Lúa thuộc về huyện Hòn Đất. Khu du lịch sinh thái. Dạ Hương Lúa. Hương Lúa thuộc về Hòn Đất. Dạ đúng rồi, thuộc về Hòn Đất. Rồi thôi mời cả nhà. Mời cả nhà nha. Vô đây để làm quay sơ cho bà con coi nha. Quá trời người ta đi ăn hì hì xèo xèo đây. Trời ơi sập hầm sập hầm sập hầm. Chút xíu nữa vợ ông sập hầm này. Đó, có trong đó mấy cái chòi nữa nha bà con. Mà là bây giờ nó nóng nực lắm không có vô chòi đâu. Ở đây đi, ở đây cho nó mát. Vô đó chắc hầm dữ lắm à quên. Dữ hầm không mát biết không. Đây dài vô là ăn không mà nha. Bây giờ thôi là ăn đi bộ vô mà. Đó, trong đó đó ta ăn trời trời vậy đó. Đó, trời trời vậy đó. Đây. Vô đó ăn trời trời vậy đó nha, cánh đồng lúa không à đó. Rồi. Hello anh. Đây bây giờ là dòm từ đầu tới đuôi đi. Đây đây. Đây đây. Qua đây đi sâu đằng nào qua đất mình. Đây. Hương Lúa khu du lịch sinh thái Hương Lúa, số điện thoại ở đây. Nằm ở gần ở Sóc Trăng. Thuộc về xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất. Huyện Hòn Đất, xã Mỹ Lâm. Mỹ Lâm hình như nói hồi. Này. Tao còn coi gì? Mấy cái này thì ngang nó sao. Đây là đồ chai. Trở qua đi coi khai vị. Đây là ôi trời cái này nè. Cho bác táo cái này đi. Cái này là gỏi tép cháu bông điên điển. Rồi đúng rồi đó, cho cái đúng đó không? Đi. Đúng rồi đang thèm đó. Thử đi. Đâu? Cái này là cục vàng ơi. Dạ dạ dạ. Giờ mình nhìn hình đi. Cho cái đi, giờ nhìn hình cho quê đi con, cho quê đi. Chơi quê đi nghe, gọi tết cháu qua biên điện hay gì đâu, mấy này thôi qua đi. Dạ, mình mới ngày qua ăn gần chết ở đây. Cá lóc nước chui hay gì vậy? Cá lóc đồng. Đây là... Cá lóc làm gì vậy? Này là lẩu chua, lẩu mẻ, hấp bầu. Kho tiêu, gan muối, khỏi lẩu đâu. Đây. Bây giờ anh ý anh muốn sao? Muốn ăn gì? Cá heo ngon nha. Ồ cá heo đây, cá heo kho đi. Cá heo bắt bắt tám chưa? Biết ăn cá heo kho này. Cá heo kho đi. Cá heo kho ngon à. Ổng không biết đâu. Kho tiêu đi con. Kho tiêu, kho tổ á. Kho tổ đi. Kho tổ đi đừng kho lạc. Cá heo. Nãy giờ anh chưa từng ăn đâu, tôi cho ông ăn mấy chục con heo bữa nay luôn. Rồi gì nữa? Su đòi ăn canh chua. Canh chua đây cho chua su đi. Một canh chua tô đi đừng có lẩu. Dạ. Rồi qua đây con canh chua đây. Cua là thấy ngán rồi. Cua tôm cua. Cua là thấy muốn dội nha. Có ớt. Đây đây ớt, đây ớt. Ớt. Đây 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 ớt nè. Ớt làm gì? Chiên giòn nướng muối ớt, xào xả ớt. Ớt xào xả ớt. Ớt lá vàng. Xào xả ớt nha. Ừ. Hả? Ớt nuôi. Vậy hả? Vậy thôi đi qua, vậy mình qua à. Chớ bên Singapore nó ngon lắm á. Cá bóng mú. Thôi không ăn. Sò. Đừng có làm con. Cá đuối. Không, đừng có ăn, anh gửi gửi. Lấy 1/300g cá heo ha chị. Cá bớt ký đi. Bằng nửa ký đi. Mà kho hai nồi đi. Thằng ký kho hai chảo. Kho hai cái chảo cưng. Để hai đầu. Được không?
Cá heo là mình tính theo thời giá thôi cô. Dạ đúng rồi chị. Vậy mình lấy 1 phần 300 gram đi, mình lấy 2 phần. Vậy đi, cũng được nữa con, vậy đi 2 phần. Con làm vậy đi. Một thứ hai hai á. Đợi canh chua thì 1 thôi, đừng 2. Đây rồi. Đâu rồi canh chua đâu, đâu có canh chua không, canh chua gì? Canh chua cá điêu hồng, không cá điêu hồng đâu, cá khác được không? Có cá dứa, cá dứa. Chạy không ta? Chở xe rồi chạy không ta đi giao đồ ăn đi chưa? Vô giao vô mấy cái tùm đó đó. Em với anh vô trọng tâm anh ơi. Vô trọng. Má rồi trọng giờ đang nóng ba cái tùm ở chơi giống. Đây, về tới đây giống chị Tư nữa đó. Chị Tư ngồi đó đưa cái giò lên thôi, tôi lấy đồ uống không nè. Đây cái quay hết cả nhà mình ăn tí nè. Thằng Tư nè, con tí nè, vợ anh tí nè. Hello, giờ tao bắt tám tự xử nè. Không biết thấy mặt tao không vậy bay? Quay qua gỡ mấy cái tóc lên mạnh. Còn tóc đâu nha. Chọc quê nữa ta. Cái thằng món kia. Món ngon quê nhà để xuống con. Trời ơi. Cái kia giờ đã rồi. Cái này món này chi yêu tôm sú, tôm sú. Tép cháu. Ai quên quên nó tầm bậy. Tép cháu bông điên điển con vợ ông kêu chứ ai ông nội. Đó, đây đây. Vĩnh ăn thử chú Vĩnh. Hồi nào giờ ăn tôm bự hoài à. Bây giờ ăn tôm nhỏ thế nè. Thì bây giờ ăn đi. Bây giờ cha sanh mẹ đẻ chưa ăn, giờ ăn đi. Ông cái bông này ngon lắm nè, chú ăn thử đi. Cái bông này trộn gỏi ngon lắm nè. Rồi mấy đứa tự nhiên đây nè tí. Rồi Tư, Tư ơi. Có không, có ăn bông điên điển không? Rồi ăn thử đây nè. Đó, tôm nè, tép nè. Wow, ngon quá bà con ơi. Ồ, đây bà con ơi. Gặp ba bố hổm ở trên Sài Gòn á, quán Hai Lúa trên Sài Gòn ăn mà không có bông điên điển nha. Bữa nay giờ có nè, đang mời cả nhà. Quay em ăn được rồi. Nãy em quay có bông điên điển. Này để miếng ớt vô nó bà con ơi, cho nó ngon. Nước mắm làm ngon hả? Nước mắm kẹo. Nước mắm kẹo. Rồi để vô. Rồi mời cả nhà nha. Mời cả nhà bông điên điển. Cái này về Việt Nam mới có ăn, bên Úc nó đông đá ăn được đâu. Ở Việt Nam mới có, trong đó cũng ra một con. Có đông đá chứ, chứ chính bông điên điển. Rồi vậy hả? Đông đá mình chỉ nấu canh, nấu canh chua thôi. Tết ăn cũng ngon. Bông này, cái bông này mình ăn được. Là bánh xèo ngon lắm. Nước mắm làm đó chị. Ngon lắm. Cho em một cái nước mắm chua ngọt. Chế chế bự đi em. Rồi lúc lại chế bự em. Thank you anh. Trời ơi chuột chuột. Wow. Trời ơi chuột. Rồi, đây thịt chuột. Đây là thịt chuột muối xả ớt. Ngon không? Bụng ngon lắm hả ta? Ngon lắm hả Tư? Ngon không anh? Ngon không? Sợ quá sao ăn? Đồng thì đồng chứ. Ngon không cháu? Ngon hả? Nãy chú Tư nó nói là chuột này ở nhà lo bánh mì. Ở lo bánh mì, lo bánh mì quất luôn. Sợ gì? Cho ăn bột không sợ gì hết con ha. Thôi Lan ăn cái này đi, không ăn thịt chuột đâu. Ăn thử đi, không có hơi đâu. Trời ơi, thôi tôi sợ. Ngon lắm hả? Ngon. Ăn thử rồi. Nó nói ngon lắm, ngon hơn chim cút nữa này trời. Đâu ông ăn. Nữa mà nói là con ăn mặn con phải chấm mắm chứ. Thôi xin miếng cho bà con. Bắp cho anh. Ngon lắm, thịt nó ngon hơn thịt gà. Rồi đó. Thôi giờ ăn nhiêu thôi. Ăn mang thử đi. Trong đời trời đất 50 mấy 60 tuổi giờ ăn thử miếng thịt chuột nó ra sao này trời.
đừng có tưởng tượng con chuột thì không có cái gì á, ăn tự nhiên nó dai dai ngon, ngon hơn thịt mình nhưng ngon hơn thịt viên cút à. Mà tại mình biết thịt chuột rồi làm như mình ăn không có mạnh miệng, bị tâm lý thôi chứ ngon bà con. Ta muối xả ớt cái này sao mà không ngon, mà như mình là mình biết cái mình sợ nha. Thôi để cho ông Liêm ăn không sợ ớt là nó bán mũi cho người, đâu có gì đâu, không có cái gì hết, ngon không, mà cái thịt nó ngon, mùi chuột kìa rất là ngon nha. Ớt vô là kìa, nước kìa, rồi làm ăn đâu ấp đây. Nó tưởng tượng nhỏ nè, nè nó nhỏ gì vậy, đây nè, nhỏ chút xíu rồi. Đây là cá heo kho tộ nha. Cá heo. Cá heo với bệnh. Cá heo đen nóng à. Khác à con. Cá heo này mắc à, cá heo. Cá heo châu đốc à. Cá heo châu đốc à. Ông chủ cá heo này ăn chí nhiêu rồi. Chí giờ giờ chắc cỡ triệu mấy. Đúng rồi. Hồi xưa là cái món này, hồi xưa là cái món nghèo nè, ở quê nè. Không anh tôi vô tôi nói tôi đãi cho ông mấy con cá heo nữa là đó. Nãy giờ xuống làm luôn đó, là bây giờ 1,000,000 một ký nha. Bữa nào tôi nhậu tôi điện ông liền. Cả trăm đô một ký đó. Cá heo nè, dì ba dì tư cá heo đó. Cá heo này ngon lắm. Trời ơi, trên xứ mỡ mà. Dạ. Cá heo đó. Có cá heo đó. Cá heo hả? Bán tám chưa ăn đâu. Cá là cá heo đây hả? Đó, cá heo là gì đó. Đó, cá heo đó anh. Cá heo xứ em đó. Cá heo An Giang đó. Là nó đó, người ta nói cái da nó béo thôi chứ không có gì hết, da nó béo béo vậy mà không có gì hết á. Ừ, béo béo à, cái da nó béo thôi. Thôi gương nhỏ nó cho số cùng để ăn thử miếng coi có qua cái qua cái quán ngày hôm qua không nha. Thua quán qua, thua cái quán qua. Ừ. Dạ. Không bằng à. Cái kia là mình ăn là đúng cái vị của mình luôn. Cái này nó còn lạc mà còn hơi lát mắm chắc nổ vô. Hết kẹo nữa anh mới ngon. Không ngon à. Lạc quá, lạc quá, lạc quá. Không ngon. Cái này nè. Nào bông gỏi gỏi, gỏi ăn cả kho. Đó, măng thử cái thua ngày hôm qua. Đúng rồi, măng hôm qua mình ăn. Qua ăn đậm đà hơn ha. Đó. Wow, bữa nay cái mặt nó sậm đen rồi nha. Bây giờ Lan thử một miếng cá heo này coi nó rau nha. Sao giống cá heo nuôi không vậy em? Nuôi rồi, chứ không có thiên nhiên không có mập vậy đâu. Thiên nhiên mùa nước nổi tên mới có. Cái này bảo đảm cá heo này nuôi rồi. Bây giờ Lan ăn thử cho nó sao Lan nói cho nghe nha. Rồi mời cả nhà. Không cũng còn béo ngon. Cái da anh ăn từ từ béo ngon lắm. Béo ngon. Rồi tưởng bới không được em vô em bới giùm. Rồi cái nó hơi lạc quá. Heo cá heo. Mời cả nhà nha, ăn cá heo. Cá heo này cá heo ở An Giang nha. Để lần rẻ miếng. Trời cái da nó dày nha. Anh ơi còn cái phần cơm chiên nữa đó nghe. Mà cái này nó cũng có kêu ọt 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 nha bà con, cá heo này nó kêu. Cơm trắng rồi đưa nó lại đi, còn cơm chiên nữa. Có cơm chiên luôn chưa? Chưa thì khỏi luôn đi. Chưa thì cũng cơm chiên luôn. Vậy là khỏi cơm chiên đi. Không, bây giờ ngưng cơm chiên luôn đi. Gấp đi rồi con. Thông báo cho biết là ngưng cơm chiên luôn. Đi bếp rồi. Ra chưa? Ra rồi. Rồi thì đem ra liền cho chị, còn chưa thì ngưng. Ngon ngon. Ngon. Rồi, cảm ơn. Cá heo. Ăn nguyên con heo. Bắt từng bát này. Giờ này mà đi lên cái lẩu chua này sao mà ai mà gớ nổi, tắt lửa đi để cho nó nguội đi. Rồi thêm hai khứa cá nữa nè, thêm
Ê, Tư lấy cái dây nước cho bác Tám ơi, cái gỗ gào này mới ngon này. Đó, cái đó đó, gào đó mới ngon đó, đó. Canh chua mà chưa tới canh chua nữa thì đó. Rồi, xong xuôi bà con ơi, ăn rồi đi về. Đó, đi về nha. Rồi, thôi đi về. Đó. Từ giả quát gì à. Đặc sản gì quê, thôi bác Tám về nha. Bà bác về. Bye bye. Kết cái rồi. Thôi bye bye hai chồng tí ơi, thôi cảm ơn nha. Dạ. Thank you. Rồi đi lên bắt đầu ngủ cho ông thầy xé thèm ngủ chơi. Ủa lộn tiệm. Thôi đi về. Bye bye ông nội kìa, bye bye. Ờ này Tư ngồi sao ba mày không nội. Rồi đi về. Tiếng này nó đen á. Tư kìa. À Tư. Hello bye bye con, bye bye. Rồi ai mệt thì cứ xỉu đi cho ông tài xế thèm chơi. Rồi thôi xin chào cái này nha, bye bye. Đi về, bye bye anh. Bye bye. Bye bye, chờ ở nhà về ngủ rồi không có nói chuyện nữa.